kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Miễn nhiệm quan chức. Đại biểu Quốc hội, bệnh viện công lớn xin thôi tự chủ, bác sĩ nghỉ việc là thất bại của chính sách. Kỷ luật hai nguyên giám đốc Sở Y tế liên quan đấu thầu thuốc. Miễn nhiệm quan chức. Kính thưa quý vị, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể bằng hình thức bỏ phiếu kín vào hôm 21 tháng 10 vừa qua. Bài viết dưới đây sẽ thể hiện góc nhìn và quan điểm của tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ luật học Trần Hữu Hiệp. Trước đó, thông tin về việc xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng Thể do nguyện vọng cá nhân được đưa ra tại buổi họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Có không ít tranh cãi về thông tin này. Nhiều người cho rằng đó là công việc bình thường, được thực hiện theo thẩm quyền phê chuẩn, miễn nhiệm của Quốc hội đối với nhân sự cấp cao, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn vì việc miễn nhiệm Bộ trưởng theo nguyện vọng cá nhân được áp dụng sau kỳ họp thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, khi ba cán bộ vừa được cho thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Dù thế nào thì công tác nhân sự cấp cao này cũng cần được xem xét trên nhiều góc độ. Ông Nguyễn Văn Thể được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15. Giao thông vận tải luôn là vấn đề nóng, nhất là các lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, logistics, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, liên kết vùng, phát triển kinh tế. Ngành còn tồn tại nhiều hạn chế yếu kém, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng ông Thể cũng thể hiện là một bộ trưởng sông pha, có trách nhiệm và sâu sát với công việc. Trong thông báo công khai tại hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương, phần Trung ương kỷ luật cán bộ không có trường hợp ông Thể. Theo luật tổ chức Quốc hội về miễn nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội phê chuẩn, thì miễn nhiệm được hiểu là trường hợp bình thường, thường thực hiện vào đầu một nhiệm kỳ mới của Quốc hội, Chính phủ hoặc khi có những thay đổi nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định 41/QĐ-TW thì miễn nhiệm là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức. Theo khoản 1 điều 2, có 6 căn cứ xem xét miễn nhiệm cán bộ. Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được sao? Bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm. Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan đơn vị nơi đang công tác. Và cuối cùng là bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của đảng đến mức phải miễn nhiệm. Như vậy là khái niệm miễn nhiệm đang có độ chênh giữa quy định trong đảng và pháp luật của nhà nước, trong khi nhân sự chủ chốt các cấp trong bộ máy nhà nước đều do cấp ủy đảng giới thiệu, đề cử để các cơ quan nhà nước bầu phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nếu độ chênh này vẫn tiếp tục thì việc miễn nhiệm bình thường các chức danh trong bộ máy nhà nước trong trường hợp tương tự dễ bị hiểu là có vấn đề. Người dân khó phân biệt được đâu là cán bộ được miễn nhiệm bình thường và cán bộ bị miễn nhiệm sau kỷ luật. Công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của mọi tổ chức, là nguyên nhân của mọi thành bại. Đánh giá công chức là khâu then chốt trong công tác cán bộ. Hiện tại, việc thực hiện quyền giám sát đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn được triển khai thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Lá phiếu cũng sẽ có vai trò quyết định đối với trường hợp miễn nhiệm các chức danh. Biện pháp dùng phiếu là công cụ đắc lực để cơ quan dân cử làm tốt hơn vai trò giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý điều hành của các chức danh chủ chốt trong bộ máy nhà nước, có tác dụng kiểm soát quyền lực, kiềm chế lạm dụng quyền lực, góp phần phòng ngừa và chống tham nhũng. Song, nếu lá phiếu được dùng cảm tính, thiếu tiêu chí đánh giá rõ ràng cho từng chức danh công việc quản lý, thì chẳng những không đáp ứng được kỳ vọng mà còn cổ suý cho bệnh thành tích.
việc lãnh đạo điều hành của một số cán bộ đang đứng trước nguy cơ bị vo tròn thành tư duy niên kỳ theo các đợt lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. Ví dụ, để có thành tích học sinh đậu tốt nghiệp cao thì giải pháp dễ được chọn không phải là nâng cao chất lượng dạy và học, mà là đề thi dễ, tổ chức thi không khó. Mấu chốt của lá phiếu cán bộ là trao niềm tin, chọn lựa người tài, tạo động lực làm việc, trách nhiệm cho người lãnh đạo, chứ không phải làm vừa lòng người bỏ phiếu. Vì vậy, bên cạnh lá phiếu, theo tôi, một cơ chế giám sát cán bộ toàn diện hơn, trong đó có liên quan đến việc phê chuẩn, miễn nhiệm các chức danh theo luật định là rất cần được bổ sung, trước yêu cầu công tác cán bộ và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Nhiều nước trên thế giới từ lâu đã áp dụng phương pháp phản hồi 360 độ vào khu vực công. Phản hồi 360 độ là cách đánh giá nhân sự thông qua thu thập thông tin đa chiều. Phương pháp này bao gồm nhận xét từ cấp trên trực tiếp, người đồng cấp, cấp dưới trực tiếp, khách hàng và tất cả những người thường xuyên làm việc với người được đánh giá. Bộ trưởng và các chức danh tương tự trong bộ máy nhà nước vừa là đảng viên, vừa là cán bộ cao cấp ở các vị trí chủ chốt tại các cơ quan nhà nước. Ngoài cơ chế giám sát trong đảng, tổ chức rất cần được cử tri nhân dân giám sát 360 độ. Phương pháp mang tính toàn diện khách quan này sẽ nuôi dưỡng cán bộ. Trước tiên là buộc họ phải tự rèn luyện mình, lễ độ với nhân dân, khắc phục tình trạng cán bộ thiếu năng lực cần thiết, chỉ làm theo sự phân công của đảng. Phản hồi 360 độ đã áp dụng trên thế giới từ thập niên 1950, tuy nhiên ở Việt Nam mới chỉ xuất hiện trong khối tư nhân. Tất nhiên, chất lượng giám sát đánh giá chịu sự tác động từ nhiều yếu tố như chủ thể, tiêu chí, thời điểm, mục đích, phương pháp, công cụ và quy trình đánh giá. Các tiêu chí cần được xây dựng rõ ràng, cụ thể để nhận biết đánh giá công bằng. Tính khoa học trong phương pháp thực hiện và sự minh bạch trong tiêu chí đánh giá cán bộ sẽ giúp loại bỏ được những băn khoăn về các trường hợp miễn nhiệm là bình thường hay có vấn đề. Đại biểu Quốc hội, bệnh viện công lớn xin thôi tự chủ, bác sĩ nghỉ việc là thất bại của chính sách. Kính thưa quý vị, theo đại biểu Hoàng Văn Cường, nhiều y bác sĩ xin nghỉ việc tại các bệnh viện công hay việc các bệnh viện lớn có danh tiếng xin thôi tự chủ là một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập. Vào sáng 24 tháng 10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án luật khám bệnh chữa bệnh. Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường của đoàn Hà Nội đã dẫn việc thời gian gần đây, nhiều người thấy băn khoăn khi hàng chục ngàn nhân viên y tế xin nghỉ việc, rời khỏi các bệnh viện công, kể cả những bệnh viện lớn. Cạnh đó, nhiều người thấy ngỡ ngàng khi nghe tin Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca là những bệnh viện lớn có đầy đủ các điều kiện và thế mạch để thực hiện tự chủ, lại xin thôi thực hiện tự chủ để quay về được hưởng bao cấp từ ngân sách. Trong khi rất nhiều cơ sở y tế lâu nay mong chờ được tự chủ và thực tế cơ chế tự chủ đang được thực hiện khá thành công ở các trường đại học. Theo ông Cường, rất nhiều người có chung nhận định rằng việc nhân viên y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công hay là việc các bệnh viện lớn có danh tiếng nhưng lại xin thôi tự chủ là một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập. Ông chỉ rõ tất cả những vấn đề bất cập nêu trên đều xuất phát từ nguyên nhân căn bản là cơ chế quản lý đang trói buộc, chưa cho phép các bệnh viện công khai thác, phát huy hết các tiềm năng thế mạnh vốn có của mình. Ông Cường cho hay, khi nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo, đã cho thấy các cơ chế để bệnh viện công thực hiện quyền tự chủ nhằm khai thác hết tiềm năng, lợi thế về đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tay nghề cao, danh tiếng vẫn đang là một khoảng trống. Do vậy, ông đề nghị cần nghiên cứu bổ sung đưa vào luật quy định về tự chủ của bệnh viện công. Ông Cường nói, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, các đơn vị y tế công lập nói riêng là một xu thế tất yếu. Song trong toàn bộ dự thảo luật chưa có nội dung nào đề cập đến cơ chế tự chủ của các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Do đó, cần phải quy định rõ, tự chủ là trao quyền cho các bệnh viện được tự quyết định các hoạt động khám chữa bệnh, được quyền quyết định về tổ chức bộ máy và con người phù hợp với các hoạt động khám chữa bệnh. Tự chủ trong quyết định những vấn đề về tài chính của bệnh viện, kể cả nguồn thu từ ngân sách. Cạnh đó, cần quy định cơ chế xác định giá dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh tự chủ có sự khác biệt so với các đơn vị chưa tự chủ. Việc này dựa trên nguyên tắc giá dịch vụ khám chữa bệnh phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, chi phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật khám chữa bệnh, đồng thời quy định rõ cơ chế quản lý tài chính đối với bệnh viện tự chủ về tự quyết định sử dụng nguồn thu, tự quyết định mức chi, mức trả tiền lương, tự quyết định đầu tư mua sắm và trích các quỹ đầu tư phát triển, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, cần quy định rõ cơ chế quản lý tài sản để các bệnh viện chủ động trong việc lựa chọn phương thức đầu tư mua sắm, đi thuê.
liên danh, liên kết các máy móc trang bị và sử dụng có hiệu quả nhất cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại, phù hợp với yêu cầu khám chữa bệnh. Cạnh đó, cần quy định cơ chế quản lý giám sát hoạt động đối với bệnh viện tự chủ như là tổ chức và vai trò, chức năng của hội đồng quản lý bệnh viện, giám đốc bệnh viện, cơ chế quản lý người lao động như là tuyển dụng, sa thải, bổ nhiệm và đánh giá người lao động, cơ chế báo cáo, cơ chế quản lý, cơ chế giám sát của các cơ quan cấp trên đối với các bệnh viện tự chủ. Để đảm bảo tính logic chặt chẽ, ông Cường đề nghị nên kết cấu các nội dung quy định về tài chính và tài sản thành một chương là tài chính tài sản của các cơ sở khám chữa bệnh. Vâng, thưa quý vị, đại biểu Tạ Văn Hạ là phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục đã dẫn ví dụ phân cấp chuyên môn trước đây chia theo tuyến trung ương, tỉnh, huyện, xã. Nhưng lần này, theo chuyên môn kỹ thuật với 3 cấp là ban đầu, cơ bản và chuyên sâu, ủng hộ quy định mới này phù hợp với chủ trương của Đảng, thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. Song ông băn khoăn mối quan hệ của các cấp bệnh viện như thế nào giữa công, tư cũng như chính sách với từng cấp ra sao. Ông Hạ đã nêu ra câu hỏi như sau. Trong một cơ sở khám chữa bệnh, liệu có cả 3 cấp này không hay là từng cấp riêng biệt? Kỷ luật hai nguyên giám đốc Sở Y tế liên quan đấu thầu thuốc. Thưa quý vị, hai cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh này thi hành kỷ luật khiển trách liên quan tới mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế. Chiều ngày 24 tháng 10, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, chủ trì hội nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên vi phạm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2014-2018 chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm của tập thể Đảng ủy, Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020. Với trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2014-2018, ông Đức chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo chỉ đạo đảng viên là lãnh đạo sở các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Y tế thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Vi phạm khuyết điểm của ông Nguyễn Tấn Đức làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật về đảng. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách ông Nguyễn Tấn Đức. Đối với ông Nguyễn Xuân Mến, là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy ông Mến có vi phạm khuyết điểm. Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Mến chịu trách nhiệm là người đứng đầu về những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Sở Y tế. Với trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 10 năm 2017, ông Mến cùng chịu trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo sở và chịu một phần trách nhiệm với giám đốc sở trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019 để xảy ra một số sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Với trách nhiệm là giám đốc Sở Y tế từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 4 năm 2022, ông Mến không kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, không kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, không báo cáo Đảng ủy để có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thống nhất để Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh mượn test xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, dẫn đến Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện việc mua sắm không đúng quy định của pháp luật. Vi phạm khuyết điểm của ông Mến làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật về đảng. Do đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Mến.